Có phải kế hoạch của bác đầu tư vào khu đất vàng đã bị loại ra rồi phải không con? Dạ. Mà ai nói với bác gì? Đây là thông tin bí mật. Chưa có quyết định gì cả bác à, vẫn còn đang bàn bạc để chọn đối tác tốt nhất. Kết quả bí mật là đối với bác, với cái gia đình này, chứ bên ngoài thiên hạ ai ai cũng đều biết cả. Và người ta còn cho biết người có ý kiến phản đối quyết liệt nhất lại là con có biết hay không? Không nào có đáng từ ăn người nhà mang những từ giờ con sẽ êm xuôi. Má đầu tư giờ con rất già, nhưng con không dạy gì thì tỉnh với con gì. Còn các từ sở xin lỗi của địa phương cấp trên sẽ thống nhất ưu tiên. Mọi việc vẫn còn đang trong vòng bàn bạc, chưa có kết luận chính thức nào cả. Nhưng theo ý kiến cá nhân con á thì bác cũng nên đầu tư thêm vào khu đất vàng của xã. Tại sao? Người ta bàn tán á là bác chỉ đấu thầu rồi bán lại dự án. Kinh doanh mà em, cái gì có lời thì mình làm. Kinh doanh thì đúng, nhưng em làm chính quyền thì phải giữ sự công bằng chứ anh. Phải rồi. À, thì con đang nắm quyền trong tay, con tính sao mà không được. Dạ thưa bác, tất cả mọi quy hoạch của xã đều được lấy ý kiến của dân, sau đó trình lên huyện, lên tỉnh. Xã không có quyền quyết định, chỉ có ý kiến tư vấn mà thôi. Nhưng mà huyện đã xong rồi. Lãnh đạo xã chưa biết. Mà tại sao anh lại biết gì? Vậy mới gọi là làm ăn chứ. Anh... Nè à, em biết bây giờ người ta làm giàu nhanh nhất là nhờ cái gì không? Là thân thế. Mua dự án là để bán chứ không phải để làm. Ở cương vị của nó cũng khó lắm. Không khéo người ta lại nói nó là chỉ biết lo cho gia đình mà quên đi lợi ích của xã hội. Dạ thưa bác, dù con là ai đi nữa, nhưng với cương vị chủ tịch xã, con không thể nào làm khác được bác à. Em có máy móc quá không? Bây giờ em đang là chủ tịch xã thì phải để cho anh dựa dẫm mà làm ăn chút đỉnh chứ. Anh nói sao? Anh lợi dụng em để xin ra nhóm lợi ích, vi phạm quy định của đảng và nhà nước à? Anh biết không, bao nhiêu kẻ vào tù rồi đó. Riêng em cũng rất muốn gia đình anh làm ăn giàu có, khấm khá hơn nữa, thu nhập từ những đồng tiền sạch, lương thiện. Em nói như vậy có nghĩa là muốn ám chỉ gia đình anh thu nhập được là những đồng tiền bất chính, đồng tiền vô bẩn đó hả? Em hỏi thật nha, anh có chắc là gia đình anh đang cần một phần trong dự án của khu đất vàng hay cũng chỉ có phần để được chuyển nhượng lấy lời? Cái đó ý của con bác đã rõ. Thôi thì bác rút lui, phần đó còn dành cho ai tùy con. Ngồi chui nóng ghế, tỏ ra mình liêm chính trong sạch. Em ngây thơ lắm. Rồi em sẽ tự cô lập em. Em muốn làm một cán bộ liêm chính trong sạch à? Em bây giờ cũng đủ sáng suốt để hiểu đồng tiền đang len vào mọi ngõ ngách, sẵn sàng đánh ngã bất cứ ai dù ở cương vị nào. Chỉ cần có lòng tham thì nó sẽ phát huy tác dụng thôi. Em hãy nhìn lại đi, đã có không ít người từ khi ta làm lãnh đạo ta trở nên khấm khá, thậm chí ta giàu có nữa kìa. Nếu như họ làm giàu bất chính thì trước sau gì cũng bị pháp luật trừng trị. Em tin cuộc đời luôn công bằng, gieo gì thì gặt nấy thôi. Còn em, việc gì trái với lương tâm em không làm. Anh hiểu rồi. Em làm chính trị, cha con anh là con buôn. Nhưng mà em đã không tôn trọng cha con anh, xem ba anh chẳng ra gì. Chuyện của chúng ta anh cần phải suy nghĩ lại. Nè, mày đừng có nóng rồi nói năng bậy bạ. Hoa, đàn ông phải là người chủ trong gia đình, chứ như vậy là con không chấp nhận đâu ba. Con à, con đừng để lời nó đang nóng giận. Con biết lúc nào bác cũng quý con, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Dạ, con mong bác hiểu con nhiều hơn.
Đây là chuyện riêng của con, ta cứ để con giải quyết. Chuyện gì cứ từ từ, không được nóng. Nói hoài không nghe. Nè, anh hỏi em một lần cuối cùng, giữa gia đình và công việc em chọn bên nào? Sao anh lại hỏi khó em như vậy? Công việc thì em đang làm, còn gia đình thì tùy em thôi. Nhưng nếu bây giờ em vẫn cương quyết không làm biến cha con anh tuyên bố chuyện tình cảm của chúng ta kể từ hôm nay chấm dứt. Là như vậy đó. Bây giờ anh muốn nghe quyết định cuối cùng của em. Cho đến bây giờ thì tôi đã rõ thì sao Mỹ Lương đang. Anh định với tôi không phải bằng tình yêu chân thành mà bằng cá nhân anh. Còn riêng tôi với cương vị hiện nay, tôi không thể nào làm trái với lương tâm của mình được. Vậy là em đã có sự lựa chọn. Phải, đúng như anh nói, chúng ta đã
chấm dứt tại đây.